Dạ vâng, em xin chào các bác. Hôm nay thì em lên cho các bác quả lồi cơm Panasonic. Con này thì nó là lồi cao tần các bác nhá. Nó là dòng cao tần. Đấy, Panasonic SRHG có 102 này. Đây. Đấy, mã đây. Đấy, HG có 102 các bác nhá. Thì những con lồi cao tần này thì có biết rồi đúng không ạ? Trên thị trường thì nó loanh quanh ở đâu đấy, nếu mà hàng mới thì nó tầm khoảng là 8 đến khoảng 11 triệu. Bởi vì là các bác biết là hàng mới nhập từ bên Nhật về thì nó sẽ bị thuế vận chuyển ở đâu đấy, nó khoảng triệu mấy ấy. Bởi vì hàng mới thì nó cao lắm, triệu mấy tiền vận chuyển đấy các bạn. Thế nên là như một con như này nó rơi khoảng là 9 hay là 10 triệu gì đấy, hoặc hơn. Còn hàng bãi thì nó sẽ dao động tầm khoảng từ 2 triệu rưỡi đến tầm khoảng là 7 triệu. Đấy là hàng bãi các bác nhé, hàng bãi là dao động từ 2 triệu rưỡi đến 7 triệu. Đấy, còn ở đây thì em bán thanh lý thôi, chứ em không có triệu mới cả treo gì cả. Em bán thanh lý giá rẻ lắm. Đấy, con này thì lý do em thanh lý bởi vì như này. Tức là con này thì phím vẫn ấn ok các bác nhá. Đây, hủy này. Đấy, các chế độ này, ấn vẫn bình thường. Được chưa ạ? Hủy này. Đây. Hủy này. Đây là cái này nhá. Thì là phím thì ấn bình thường. Nhưng mà đây này, các bác này, nó bị rơi mất cái lò xo này. Thì các bác lên trên mạng nhé, các bác lên trên mạng đặt một cái lò xo này để mình gài vào đây nhá. Đấy, trên mạng thì nó có những cái này. Em chả biết là nó bao tiền nhưng em nghĩ chắc nó chỉ khoảng vài chục nghìn mà. Thì các bác mua một cái, một là mua cả cái lẫy luôn, mua cái lẫy khác này. Hai là mình mua cái lò xo mình gắn đây hoặc là mình chế. Hình như là nói chung là các bác mua cả cái bộ là em thấy trên mạng nó bán có mấy chục mà, 3 hay 5 chục gì đấy. Thì các bác cứ lên mà tìm, nó rẻ béo mà, cái lẫy này. Còn không thì các bác tự chế cũng được, lấy một cái lò xo bút hoặc cái gì đó các bác ấn vào. Đấy, còn về các bác sẽ tìm cách phương án chế làm sao để cho nó khớp như này. Đấy, thì khi nó khớp như này này, các bác sẽ chọn này. Đấy nha, chọn các chế độ nha, hủy này. Đấy, đây. Tại vì nó đang thiếu lò xo ấy thì nó sẽ không đóng xuống kín được. Đấy, có lò xo rồi thì các bác sẽ chọn các chế độ này. Đấy, được chưa ạ? Hủy này, đây là hủy này. Đấy, còn đây là 1/2 nó là giờ đeo gì đấy. Đây là lấu là 48 phút này. Hủy này. Phía dưới này nó là các cái chế độ này. Chọn này. Đấy, chọn này. Đó, ấn này. Ok chưa ạ? Đấy. Rồi, đấy thì bác nào mà chốt con này thì alo em nhá. Cái này thì em nói luôn là em bán thanh lý theo giá gọi là về các bác lấy đồ. Đấy, giá em để các bác con này có tại vì nó bây giờ các bác về là phải mất công mua con lò xo ấy. Thì thôi để các bác con này giá là 380.000. Đấy, 380.000 nhá. Em xả giá rẻ luôn. Tại vì các bác biết rằng là bây giờ em không làm về lồi cơm nữa. Đấy, mà hiện tại đang sắp sửa chuyển cửa hàng, thế nên là em cũng xả hết mà. Em không muốn mang quá nhiều cái đồ cũ này về cửa hàng mới, em xả hết cho các bác. Đấy, con này thì trông dính còn ok. Xoong đây cắm thì vẫn nóng bình thường các bác nhá. Cắm điện vẫn vào, nước vẫn nóng bình thường. Đấy. Đây, trông dính thì con này còn ok lắm các bạn đây. Trông dính này là được đúng không các bác? Đấy, bác nào mà thích nồi cơm thì đây nhìn trông dính cho em này. Như này là quá ok đúng không ạ? Đấy. Đây. Nó là lồi cao tần các bác nhá. Nó là dòng cao tần này. Đấy. Dòng cao tần. Đấy thì bác nào mà chốt con này thì alo em nhá. Giá là 380.000. Đấy. Ok, em xin chào và kết thúc video từ đây nhá. Đấy, đây hình thức thì các bác nhìn thực tế nhá. Hàng bãi thì nói chung là có nào thì em cũng chỉ biết quay như vậy thôi. Đấy. Đây. 380k các bác nhá. Đấy, về các bác chịu khó mình lên trên mạng mình mua cái lẫy này nhá. Cái lẫy này nó bán có mấy chục nghìn thôi. Đấy, mua cả bộ luôn, nó có cả lò xo, lò xiếc đầy đủ. Đấy, thì em thanh lý giá này là gọi là giá lấy đồ luôn đấy. Còn về các bác dùng hay các bác làm gì thì làm nhá. Em xin chào các bác.